xin mời. Mời vào. Đây là catalog tất cả các loại hàng. Có cả hàng đặc biệt và hàng không đặc biệt. Loại 1, loại 2, nói chung là đủ cả. Để phân biệt cho khách hàng hiểu, tôi đã phân loại ra A, B, C, D, F, G. Vậy là sao? Thì A là loại 1. Cứ thế mà hiểu, càng về sau hàng càng xấu. Thế ra cả thế nào? Từ đắt nhất, rẻ dần, rồi đến rẻ nhất. Cứ thế mà phệt. Không thành vấn đề, xấu rồi phệt. Phệt luôn. Đúng. Phệt cái gì? Tôi thấy nó cứ nhặng nhì thế nào ấy. Tôi tốt nhất là mẫu cứ giải thích đi. Không hiểu chỗ nào thì tôi hỏi lại luôn nhỉ. Thôi được rồi. Loại A là loại tốt nhất. Mẹ gốc thành phố, con dai. Mà con vừa đẻ hơn một năm đấy nhá. Còn sò đấy, 25 triệu, bao sang tên, ok. Làm gì mà đến 25 triệu? Con người ta mà bà làm như bánh mì ý. Đi mua con mà còn rẻ biểu. Con sò đấy hai vợ chồng đẻ lên mà nuôi. Thôi được rồi. Nói tiếp đi. Loại B thế nào? Loại B thì mẹ ở tỉnh. Không phải con sò mà là con thứ. Một loại đẻ rồi 5 tháng, còn một loại đang trong bụng 8 tháng chưa sinh. Loại thứ nhất đẻ rồi là 20 triệu, con dai, con gái rẻ hơn 1 triệu. Còn loại trong bụng 8 tháng đắt hơn 2 triệu. Hả? Con trong bụng mà lại đắt hơn à? Mà đang nhìn thấy hàng đâu? Đúng là thạch sùng. Này đừng xúc phạm nhá. Thời buổi bây giờ người ta siêu âm 4-5 triệu, in mẫu luôn. Đây là hình ảnh của thai nhi. Ông bà xem kỹ đi. Đây là hình ảnh thai nhi chụp trong bụng mẹ. Mà đẹp cứ như là đẻ rồi ấy. Đẹp trai này, bụ bẫm này. Mà cái quần nợ lại còn to nữa. Phải công nhận là bác sĩ phải siêu âm tinh tế lắm mới lấy được cái hồn của thai nhi đấy. Cái cục tròn tròn này là thai nhi à? Bác sĩ tinh tế nhỉ. Thế mà chụp thai nhi như là cục đất sét ấy. Này, tôi nói thật nhá, nhiều tiền như vợ chồng tư vô tư. Nhưng mà xét về mặt bằng chung ấy thì giá thế này là hơi bị cao đấy. Ăn là ít thôi, còn để phúc đức cho con cho cháu, hiểu chưa? Này, ông bà định giết người bằng chuôi đấy à? Không lẽ tôi làm không công cho ông bà? Thôi được rồi, không cần phải quảng cáo những cái loại giả tiền nữa. Bây giờ có cái loại nào mà nó đặc biệt hơn không? Mới vậy mà đã rên rồi. Tôi mà nói loại này á, sợ ông bà sùng chạy đứt đuôi luôn ấy. Này, thử xem. Loại này là loại đặc biệt mà không, phải nói là siêu đặc biệt mới đúng. Được đấy, nói thử xem nó đặc biệt đến đâu, giá cả thế nào. Vô tư đi. Loại bầu này mới được 1 tháng. Siêu đặc biệt, chưa siêu âm lần nào. Giá 80 triệu, không bớt 1 xu. Thế là hàng khủng rồi. Mà bầu của ai? Thì sốt ruột quá. Của tôi. Bà cũng đẻ thuê nữa à mẫu? Ngày xưa người ta nói bà không chồng mà chửa, quả không ngoan tí nào. Vẫn chứng nào tật đấy thôi. Ôi, thời buổi này cái gì siêu lợi nhuận thì làm. Và lại tôi làm cái dịch vụ này, nguồn hàng lúc nào cũng phải dồi dào. Đẻ cũng như làm bánh vậy đấy. Mẻ này ra lò thì phải có mẻ khác đưa vào ngay. Thôi thôi, tường của ai chứ của thị mầu thì thôi. Vợ chồng mình về tự đẻ. Tự đẻ đi. Không phải thái. Thạch sùng với thạch sùng, kiểu gì chả ra thằn lằn nhỉ. Mà cùng lắm thì vợ chồng mình sang Tây nhân bản vô tính. Về. Về. Tạm biệt. Hẹn gặp lại nhé. Ô, sao cái của mình họ lại không chịu nhỉ?
Lúc nãy mình nói nhân nhân cái gì nhỉ? Úi dạ. Gì? Thì ở bên Tây người ta đã chế ra cái con kiểu Dolly, Dotty. Có con Dotty thì thằng cu là cái quái gì? Mình quá giỏi đấy. Chuyện. Nè, theo em mà, chúng ta phải đi sắm đồ đạc cho căn hộ của chúng ta trước, rồi chúng ta sẽ đi đón cái con Dotty về nhà nhá. Bà nói phải. Tìm cái siêu thị nào to nhất mà sắm. Ô tô. Cái này hả con? Không lại nha. Mày bỏ làng đi mấy trăm năm nay, tao tưởng mày làm cái nghề gì, hóa ra mày làm cái nghề này hả con? Thế cháu tao đâu? Thầy, từ ngày con bỏ làng ra đi, con phải bán cháu để lấy vốn xây dựng cơ nghiệp. Đang làm ăn được thì... Thôi, về làng đi con. Làm cái nghề này thất đức lắm. Con cứ về đi. Bây giờ không ai còn phạt vạ những người không chồng mà lại có con nữa rồi. Vâng, con nghe thầy ạ. Thưa ông bà. Thạch đại gia. Dạ, kính thưa ông bà Thạch đại gia. Dạ, chào mừng ông bà đến mua hàng chúng tôi nhân dịp đón xuân mới ạ. Dạ, ông bà là người mua nhiều sản phẩm nhất trong ngày hôm nay ạ. Dạ, theo quy định đối với khách hàng mua hàng ý, thì những ai mua tới hơn 100 triệu thì sẽ được bốc thăm trúng thưởng ạ. Dạ, bây giờ xin mời ông bà đi đường này ra bốc thăm ạ. Ok. Dạ, thưa quý vị, hiện nay trên mặt bàn của chúng ta đang có một giải thưởng 1 tỷ đồng. Giải thưởng này sẽ dành cho khách hàng nào mua nhiều sản phẩm nhất trong ngày hôm nay. Giải thưởng sẽ được nằm trong một chiếc hộp duy nhất trong những chiếc hộp sau đây. Đó là chiếc hộp màu xanh, chiếc hộp màu trắng, chiếc hộp màu đỏ, chiếc hộp màu ghi và một chiếc hộp không màu gì cả. Dạ, sau đây là phần chọn hộp giải thưởng cho người nào may mắn nhất trong ngày hôm nay và mua nhiều hàng nhất trong ngày hôm nay ạ. Đó là ông bà... Thạch đại gia. Dạ vâng, dạ mời ông bà Thạch đại gia. Chọn cái phết. Xanh xanh đỏ đỏ. Bà chọn đi. Ông chọn đi. Bà chọn đi. Ông chọn đi. Tôi chọn nhớ chúng thì chết à? Ngớ tí tôi chọn. Ê, hộp nào trúng nhỉ? Xanh nhỉ? Đỏ à? Chọn
hộp không màu. Ông bà đã quyết định chọn chiếc hộp không màu này ạ? Dạ thưa quý vị, ông bà đây đã quyết định chọn chiếc hộp không màu. Và bây giờ tôi xin phép được mở giải thưởng. Liệu chiếc hộp này có gì không nhỉ? Hồi hộp quá. Và đây là giải thưởng. Xin chúc mừng ông bà, giải thưởng là 1 tỷ đồng. Dạ, xin mời ông bà nhận cho giải thưởng là 1 tỷ đồng ạ. Và kèm theo giải thưởng 1 tỷ đồng này là một máy khử độc Nonan ạ, để ông bà khỏi bị ngộ độc thực phẩm đi ạ. Chết tôi rồi. Ôi trời ơi, kiếp trước tôi làm nên tội tình gì mà giao kiếp này tôi nhiều tiền thế à trời. Xin cảm ơn tất cả bà con. Thực ra trúng giải 1 tỷ đồng này tôi rất buồn. Vì vợ chồng tôi tiêu mãi mà không hết tiền. Con gì? Và trúng rồi thì vợ chồng tôi xin nhận. Về rồi. Cho hỏi khí không phải. Đây có phải là nhà đại nhân họ Lão? Đúng. Thế nhà ngươi cần gặp Lão đại nhân có việc gì? Có việc thì mới đến này. Thôi được. Mời ngài. Xin ơi. Ái dồi, hoành tráng, hoành tráng. Ái dồi. Dạ, nghe danh nhà họ Lã mấy trăm năm nay, hôm nay mới có dịp yết kiến à. Gớm, trông tướng mạo hoành tráng quá. Ê dạ, thế người đến tìm ta có việc gì? Dạ. Nói nhanh. Dạ. Tết nhất đến nơi rồi, mà cứ lắp bắp thế. Dạ, đại nhân cứ mắng. Dạ, thiên hạ nói quả không sai. Nghèo thì lâu, mà giàu thì bất thình lình. Em đến để nhờ đại nhân Lã Bất Nhân mua cho em một cái chiếc gì tương đối hoành tráng ạ. Có vẻ đầu tư trồng tiền đúng hướng vậy. Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Mời vào. Dạ vào ạ. Hoành tráng. Châm trà. Ôi dồi. Là đại nhân hoành tráng, xót trà hoành tráng. Ây da, năm hết Tết đến rồi, còn xót lại có 4 cái ghế thôi. Dạ. Thế tình hình kinh tế của nhà ngươi thế nào? Dạ, đại nhân cứ vô tư đi. Em cũng tương đối hoành tráng. À, hảo à, tốt, dạ. Tốt lắm, lại đây. Dạ. Lại ngay. Đây. Mù đồ chết. Đây. Nhà ngươi ngồi thử vào ghế này xem. Dạ. Hoành tráng. Hoành tráng. Êm lắm.
Ôi, chóng mặt quá đại nhân ơi. Chịu sao nổi đại nhân. Anh chẳng thấy. Vậy là nhà ngươi không ngồi được vào cái ghế này rồi. Ây da, ngươi có biết cái ghế này giá bao nhiêu không? Không biết. 50 tỷ á. Nhiều thế. Thăng cấp tỉnh đấy. Chóng mặt lắm. Thôi, đại nhân cho em chỗ khác nó vừa vừa thôi. Vậy, cấp huyện nhá. Huyện. Đại. Lại quay. Đất đại bây giờ là thuộc huyện hết đấy. Thôi thôi, em xin đại nhân. Chiếc ghế này chắc cũng na ná giống chiếc kia. Ngồi vào, chóng mặt lắm. Đại nhân xem. Có chỗ nào giám đốc doanh nghiệp là được rồi. Cũng biết đầu tư đấy. Của em. Còn hai chiếc kia là của doanh nghiệp. Chú chọn loại nào? Đây, cái ghế đây là hàng chất lượng cao ấy. Cười cái gì? Ngồi thử xem nào. Ây dạ, em không, em không. Còn cái kia này chạy vững chắc chắn lắm đây. Đặt tiếp vào xem nào. Đặt luôn. Ái ôi. Thưa đại nhân, đau đít lắm. Chắc loại này khó bán. Ây dạ, tu quả là thông minh. Ghế đó là của giám đốc doanh nghiệp tư nhân. Chú chẳng cần mua. Nhiều tiền như chú mở doanh nghiệp là có ngày. Có ngày. Tưởng gì, chứ giám đốc doanh nghiệp tư nhân em chẳng thèm. Thôi, em đầu tư vào chiếc ghế này. Hoành tráng. Hoành tráng. Này, dạ. Ngươi ngồi tung chỗ rồi đấy. Dạ. Ghế này là của giám đốc doanh nghiệp nhà nước. Chóng thu hồi vốn lắm. Dạ, thưa đại nhân, chỗ này đối với em là hoành tráng lắm. Đại nhân phát ra đi. Tiền tiền. Phát đi. Ây da, 2 tỷ và trong 1 năm thèm thét là. Dạ, đại nhân nói thế là sao ạ? Nghĩa là trong 1 năm mà ngươi kiếm được thì phải thu thêm. Này nhá, chỉ việc giải ngân cho tốt, xây lại phá, phá lại xây, phá lại xây. Vài lần như thế là chúng mày thu hồi được hết vốn ngay. Thế thì hoành tráng quá. Vậy thưa đại nhân, năm nay có hòa vốn được không? Ây da, ngươi có biết hôm nay là ngày gì không? Chiều 30 Tết rồi đấy chú em ạ. Mà tôi cũng chưa thấy ai đi mua chức vào cái ngày năm hết Tết thế này. Ý đại nhân là sao? Không nghĩ ra. Không. Ây da, tôi nói tẹt ra để chú hiểu nhá. Còn mấy tiếng nữa là sang năm mới rồi. Lấy đâu ra nhân viên đến biêu chú để mà thu hồi được vốn à? Đại nhân nói quả quá lý lắm. Vậy thôi, em để sang năm làm một cái chức cho nó hoành tráng hơn. Em chào đại nhân. Ái da, em ơi, thiếu ơi kìa. Tiền khai. Ô tô. Ô tô ở đâu? Ô tô, ô tô. 10 giờ, chưa đến 10 giờ, giả người ta rồi. Thế bây giờ là mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? 40 phút nữa là giao thừa. Làm thế nào bây giờ? Yeah! Đừng im. Không được kêu. Đưa hết đồ trang sức và tiền trúng thưởng ra đây. Thôi, cướp thì mà nhờ. Sao nó lại cười nhỉ? Anh cứ bỏ xuống xuống. Bao nhiêu tiền bạc là của anh hết. Anh mặt trăng đen lại. Anh ơi,
Vợ chồng em vô cùng cảm ơn anh. Hả? Nếu anh lấy được hết số tiền này đi thì vợ chồng em dạ, vợ chồng em đội ơn anh suốt đời. Dạ, à. Dạ. Mình đi cướp mà lại còn có người cảm ơn. Thôi được, vợ chồng bác nói thế, đưa tiền đây. Sơ tài liệu. Để em đưa lên bàn cho bác ạ. À. Đây, của bác này. Dạ. Đây là 1 tỷ. Bác cầm đi ạ. Dạ. Em biếu bác luôn ạ. À bà này. Quên, có cái kính. Bác kinh quá. Không, muốn hỏi hai vợ cho bác. Ôi đã dạ. Có tiền đi xe ôm về chưa? Dạ. Ôi trời ơi, sắp đến giao thừa rồi. Về ở trong đất. Dạ, bác tốt quá. Ừ. Đã cướp tiền giúp vợ chồng em rồi lại còn chúc Tết. À. Ôi trời ơi. Ngay từ đầu tôi đã biết là sung phun nước, nhưng tôi vẫn đưa tiền. Mình thấy không, vợ chồng mình có quý nhân phù trợ. Không phải đi. Mình nghe không nghe. Hai chị mình bị cướp luôn. Mặt mũi thằng ấy thế nào? Để cho em đi theo. Không cần đâu. Thực ra là để chúng em lo vụ này. Cầm lấy. Không anh đâu. Đừng nghe. Sao lại nhiệt tình thế nhỉ? Cầu trời khấn Phật, trời Phật phù hộ để anh cướp anh ấy không bị bắt. Cầu trời khấn Phật, làm sao cho anh cướp anh ấy thuận buồm xuôi gió. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, chồng thành trùng hành tráng đây rồi. Sắp giao thừa rồi mà bắt anh ôm khư khư cái đống rẻ rách thế này à. Anh phải về đón giao thừa thôi, thắp hương cúng các cụ thôi. Năm nay lại hoành tráng, hoành tráng rồi. Gì vậy đấy, gì đấy? Thưa chị, đây là số tiền bọn em lấy lại từ tên cướp đầu chồng. Xin cứ lái chị. Dạ đây. Dạ, anh chị cứ kiểm tra đi ạ. À. Dạ không thiếu. Không thiếu. Đây, dạ dây chuyền của chị đây ạ. Con để nửa đây. Sao vợ chồng mình có duyên với tiền thế nhỉ? Mãi mà nó không chịu rời. Thế mới khốn gì. Hai chú ơi, thôi như hai chú cứ cầm hết số tiền đấy đi. Coi như là vợ chồng chị trả công hai chú bắt cướp. Không, bọn em không dám nhận đâu à. Coi như tiền lì xì Tết. Đấy, không cơ mà. Ê, sao bừa bãi thế? Phải đầu thư cho nó hoành tráng chứ. Thôi, chúc các chị vui vẻ. Bọn em đi đón giao thừa đấy. Dạ, em xin ạ. Dạ, chào anh chị nhá. Em đi nhá. Bà này. Chị. Ở đời vẫn còn những Thạch Xanh và Lục Vân Tiên đấy. Ông ơi, chết rồi. Giao thừa rồi. Làm thế nào bây giờ? Tiền vẫn còn nhiều thế này. Sao tôi khổ thế này à? Làm gì phải khổ, tiền càng nhiều thì càng hoành tráng, làm gì phải khổ. Sao giờ các con đã tiêu hết tiền chưa? Lại tiền à? Tiền ơi, tiền nhiều quá chúng con tiêu không hết được à? Lại tiền, lại tiền, lại tiền. Thạch Sùng thì vẫn mãi là Thạch Sùng thôi. Thật đáng tiếc. Các con chưa thể siêu thoát khỏi cái kiếp con Thạch Sùng. Các con nên nhớ rằng kiếm ra đồng tiền lương thiện đã khó rồi, nhưng sử dụng đồng tiền sao cho có ích lại càng khó hơn. Vậy chúng con phải làm gì hả Tiên? Các con hãy tiếp tục sống cho trọn kiếp người. Chúc các con năm mới an khang thịnh vượng, kiếm được nhiều những đồng tiền lương thiện và tiêu nó cho có ích.